chỉ như người ta nhưng mà tạo điểm nhấn với người ấy thì vô bàn. Cái đầu có bạn em cũng đi chung nữa, của bạn đi chung khoái mà nhát, ăn uống gì đó là cái chỉ em ăn không, ăn rồi sao ăn, anh lấy giùm cho nha. Em qua em lấy giùm lăng đó. Là cái em qua em lấy giùm, cái em qua em ngồi rồi em nhìn chỗ khác, không dám nhìn cô ta. Cái cô ta nhìn qua em hồi nào em cũng biết, cái em khều khều mấy thằng bạn á, em nói nhỏ mấy bạn chịu không, chịu cô đó không, sao hỏi ý kiến bạn. Cái mấy bạn hỏi em, mấy bạn hỏi bậy bạ, có biết người ta có thích không mà chịu. Thích không vì mấy bạn em đó thì thích hay không thì tự mình đi. Cái thì em cũng thử coi sao. Em xúi bạn em cua, em xúi này. Em xúi chị ta tự nhiên cái thấy em, cái hành động của em vậy đó, cái thấy lạ rồi cái để ý xôi môi, cái đó mới là ghê đó. Những cái kế hoạch anh theo đuổi Sương Nhi lúc đó như thế nào? Được cô tạo điều kiện cho gặp nhau. Cái tối cái ông cậu trở về, em chạy lủi sao á, 2-3 ngày vậy. Cái ông cậu á, có một lần ông nói với cô ta sao, ê tao thấy có con thằng đó đó, sao nó rình hoài mà, tại vì em bịt khẩu trang đi, có con thằng đó nó đeo theo làm sao mà nó giống ăn trộm á, ăn trộm cướp gì coi chừng giật đồ nghe. Thì ra là sau này cái cô ta mới nói là không phải, em của anh Tấn Bèo, con của bà Tấn Tài đó. Vậy xong mà nó sao nó không chịu gặp, nó chuyện bình thường đi mà sao đeo theo sao, tao hết hồn. Ông lại gặp em thì ổng cũng nói thôi con coi như cho phép đúng không, con muốn gì thì con nói chuyện. Hay quá. Thì có một lần đó ông cậu cho phép đi theo chở về nhà, đi chung đưa về nhà, mà lúc đó cái đường ghê lắm, không phải như bây giờ đâu, khủng khiếp lắm, hai bên hông thì vắng lặng như tờ, rồi ếch nhái ảnh ương nó kêu tùm lum á chị. Đồng không hiểu quạnh thì nói thẳng ra là anh sợ ma đúng không? Mà anh mê gái quá thì bây giờ anh phải chấp nhận thôi đúng không? Mà có sợ ma thiệt không? Thì không biết sợ không đó chị. Vừa một cái em bắn chiếc xe, một cái chị biết em không có thấy trời trăng mây nước gì, em chạy một cái lúc đi thì vui, đi từ từ lúc về chạy không có e đâu. Lúc đó mà em còn không biết em là cái gì, hồn siêu phát tán luôn. Có khi nào ổng sợ đến nỗi mà ổng xin ổng ngủ lại nhà? Trời ơi có nha anh. Thực sự là không phải sợ mà kiếm cớ. Kiếm cớ không, mà tại sợ ma thiệt mà. Nó sợ ma thiệt thì là sợ thiệt, nhưng mà cái đầu suy nghĩ trong cái chiến thuật là sẽ có cái chuyện sợ ma để xin ở lại ngủ. Có đúng không? Có đúng không em? Nhưng mà lúc xin ở lại là không phải chị. Không phải xin sợ ma. Là lúc đó thì thật sự là tụi em chưa có yêu nhau, chưa có quen với nhau, là chỉ giống như là ảnh đang theo đuổi em, rồi em chưa có chịu, là chưa có chính thức là tụi em quen với nhau. Thì lúc là chơi thân với cậu em hơn. Thì bữa đó đi ăn sau cái mấy cậu cháu ngồi nói chuyện cũng hơi khuya, cũng gần 12 giờ khuya rồi. Thì ngay chỗ đó là Bình Hưng Hòa, ngay cái ngay chỗ biết cái trang đó. Trời cái gì ơi. Vậy cái gì vậy, trời ơi có ổng nó nói đi vô luôn nghe. chị với thuận cho em ngồi chưa, ngồi đi. Đi em vậy hả, em đâu có dám mà. Ghế đó là ghế của anh đó. Trời dạ ơi. Mời anh giới thiệu về mình. Dạ thưa chị, dạ thưa em, dạ thưa khán giả, dạ Tấn Bo năm nay thì cũng nói tuổi cho khán giả biết luôn không chị? Đúng rồi nói tuổi luôn. Dạ nói luôn. Dạ Tấn Bo năm nay được 48 tuổi. Dạ 48 tuổi hết rồi. Dạ. Em muốn tuột huyết không Bin? Chị nói thiệt với em là bây giờ em ngồi đây ha, kế bên Tấn Bo đi, 10 người đến đây á là chào anh Thuận, chào em Bo. Em có tin không? Chị đừng nên xúc phạm. Chị không có xúc đau phạm. Cái lòng của em. Chị không có xúc phạm. Chị em đau lòng lắm rồi em. Sao lạ vậy? Tóc tai thì không còn tới một cộng. Da thịt thì coi như là màu mờ, coi như là bánh mật. Màu bánh mật. Thôi đi rồi đừng có nói nữa. Làm gì? Trời làm gì nạn? Trời làm gì nạn có thồn vậy? Thì đó bởi vậy thôi. Cái nỗi lo. Rồi mời chị Bo. Dạ em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận cùng tất cả quý vị khán giả đang coi chương trình Vợ Chồng Son. Dạ em tên là Xuân Nhi, em năm nay 36 tuổi, nghề nghiệp của em là nhạc sĩ. Dạ. Xuân Nhi là nhạc sĩ. Dạ. Mà sáng tác là dòng nhạc gì? Dạ em sáng tác nhạc trẻ, nhạc thị trường. Dạ. Em đã từng có một bài hát nào mà làm mưa làm gió trong thị trường âm nhạc chưa? Dạ em cũng có được may mắn là có nhiều ca khúc cũng được là bà con đón nhận. Trong đó thì có một ca khúc mà Tình Yêu Và Giọt Nước Mắt của chị Quyên Trang hát. Rồi đúng rồi. Trời đất ơi sao em hay quá vậy Bo. Dạ không hên chứ không hay chị. 48 tuổi ở đây 13-6 tuổi là lớn hơn có nhiều đâu. Có một rồi, một con giáp. Đó, cơ duyên mà hai vợ chồng gặp nhau là sao em kể coi Bo. Dạ thì cái cơ duyên mà em gặp bà xã em đó
là cái lúc mà bà xã em là làm ở trong cái nhà hàng, nhà hàng của bà cô, một cơ duyên là ba đó Thuận. Dạ dạ. Chị ba vô bà nhà hàng. Nghệ sĩ Tấn Tài. Dạ, ba gặp cái cô này, cái ba nói chuyện với cô này cái gì đó chị. Lúc đó là Xuân Nhi bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em còn nhỏ lắm, thì lúc đó em đang học lớp 10. Thì 15. Thì, dạ lúc đó là vừa đi học á thì ban buổi tối á thì em rảnh cái cô em nói là thôi giờ nhà hàng của cô là nhà hàng tiệc cưới. Ừ. Thì thôi con rảnh thì con tới đó con hát. Thì lúc đó là nhà hàng ngoài tiệc cưới ra thì có giống như là đờn ca tài tử rồi ha, cải lương ngày xưa chị. Thì ba Tài có hay vô đó chơi, cái đấy em thì nhận làm con nuôi. Con gái bây giờ ba có thằng trai, con chịu không làm dâu ba đi. Cái lúc đó thật sự em còn đi còn nhỏ xíu, em mới nói dạ thôi con còn đi học mà con không lấy chồng, con không lấy chồng sớm đâu. Nuôi đầu ba ơi. Dạ. Thì ba nói chơi với cái cô này thôi. Rồi sau đó cái em với anh cũng lại dự cái đám cưới của người một đứa bạn, một thằng bạn gặp nhau, cái tự nhiên cái em cũng giống như cũng thích. Sau đó cái 2-3 ngày đến lần thấy cô ta ca đem bông lên. Dạ đem bông lên. Dạ có nghĩa là lần đầu tiên anh nhìn thấy Xuân Nhi là anh khoái nè. Khoái. Thôi nhưng mà Xuân Nhi cái lúc đó lần đầu tiên em gặp ông Tấn Bo này thì em có ấn tượng gì về ổng không? Dạ không, ông nhơ mà xấu mà đen thùi hả? Càng ngày càng tươi ra đúng không? Em biết ảnh lớn hơn em một con giáp, em thì bản thân em thì không thích con trai nhỏ. Nhưng mà anh này ngộ lắm chị, thích em nhưng không có cua em. Ủa ly kỳ vậy? Em vô giống như là hai ha, vô đi ăn đi ha, nói chuyện với tất cả mọi người chỉ có một mình em là không nói chuyện thôi. Là cố tình đúng không bà? Dương Đông kích tay. Cái này là kế hoạch của cái người ta, để anh Bo nó nói vụ kế hoạch của nó đi. Cố tình nói chuyện với người ta nhưng mà tạo điểm nhấn với người ấy. Thì vô bàn cái đầu có bạn em cũng đi chung nữa, của bạn đi chung, khoái mà nhát, ăn uống gì đó, rồi cái chỉ em ăn không, ăn, rồi sao, ăn anh lấy giùm cho nha, em qua em lấy giùm, ăn đó, là cái em qua em lấy giùm, cái qua em ngồi rồi em nhìn chỗ khác, không dám nhìn cô ta, cái cô ta nhìn qua em, hồi nào em cũng không biết, cái em khều khều mấy thằng bạn á, em nói nhỏ mấy thằng bạn, chịu không, chịu cô đó không, sao em, hỏi ý kiến bạn, cái mấy bạn hỏi em, mấy bạn hỏi, bảy mấy bà có biết người ta có thích không mà chịu là thôi vì mấy bạn em đó thì thích hay không thì tự mình đi. Cái thì em cũng thử coi sao. Em xúi bạn em cua, em xúi này. Em xúi chị ta tự nhiên cái thấy em cái hành động của em vậy đó, cái thấy lạ rồi cái để ý xôi môi, cái đó mới là ghê đó. Những cái kế hoạch anh theo đuổi Xuân Nhi lúc đó như thế nào? Được cô tạo điều kiện cho gặp nhau. Cái tối cái ông cậu trở về, em chạy lủi sao á 2-3 ngày vậy. Cái ông cậu á có một lần ông nói với cô ta sao, ê tao thấy có con thằng đó sao nó rình hoài, mà tại vì em bịt khẩu trang đi, có con thằng đó nó đeo theo làm sao mà nó giống ăn trộm á, ăn trộm cướp gì coi chừng giật đồ nghe. Thì ra là sau này cái cô ta mới nói là không phải em của anh Tấn Bèo, con của bà Tấn Tài đó. Vậy sao mà nó sao nó không chịu gặp, nó chuyện bình thường đi mà sao đeo theo sao tao hết hồn. Ông lại gặp em thì ổng cũng nói thôi con coi như cho phép đúng không, con muốn gì thì con nói chuyện hay quá. Thì có một lần đó ông cậu cho phép đi theo chở về nhà, đi chung đưa về nhà, mà lúc đó cái đường ghê lắm, không phải như bây giờ đâu, khủng khiếp lắm, hai bên hông thì vắng lặng như tờ, rồi ếch nhái ảnh ương nó kêu tùm lum á chị, đồng không hiểu quạnh. Thì nói thẳng ra là anh sợ ma đúng không? Mà anh mê gái quá thì bây giờ anh phải chấp nhận thôi đúng không? Mà có sợ ma thiệt không? Thì không biết sợ không đó chị, vừa một cái em bắn chiếc xe, một cái chị biết em không có thấy trời trăng mây nước gì, em chạy một cái lúc đi thì vui, đi từ từ lúc về chạy không có e đâu vậy. Lúc đó mà em còn không biết em là cái gì, hồn siêu phát tán luôn. Có khi nào ổng sợ đến nỗi mà ổng xin ổng ngủ lại nhà? Trời ơi có nha anh, thực sự là không phải sợ mà kiếm cớ không, tại sợ ma thiệt mà nó sợ ma thiệt đúng. thì là sợ thiệt, nhưng mà cái đầu suy nghĩ trong cái chiến thuật là sẽ có cái chuyện sợ ma để xin ở lại ngủ có nhờ. Đúng không có đúng không em? Nhưng mà lúc đúng xin ở lại là bà chị không phải xin sợ ma, là lúc đó thì thật sự là tụi em chưa có yêu nhau, chưa có quen với nhau, là chỉ giống như là anh đang theo đuổi em, rồi em chưa có chịu, là chưa có chính thức là tụi em quen với nhau. Thì lúc là chơi thân với cậu em hơn. Thì bữa đó đi ăn sau cái mấy cậu cháu ngồi nói chuyện cũng hơi khuya, cũng gần 12 giờ khuya rồi. Thì ngay chỗ đó là Bình Hưng Hòa, ngay chỗ Nghĩa Trang đó. Thì ảnh mới nói là giờ này khuya quá à, má con á không có mở cửa cho con vô, con không biết làm sao nữa, giờ con về nhà cũng không được.
cái cậu em nói thì giờ mày kiếm cái nhà nghỉ cái khách sạn nào đó mày giờ mày ngủ đi, mai mày về. Con nãy con đi nhậu đâu đem giấy chứng minh đâu, con đâu có vô con thuê được. Dễ sợ. Cái cậu em nói giờ sao, cậu em quay qua hỏi em giờ sao Quỳnh, cái em mới nói con đâu có biết. Thì cậu tính sao cậu tính thì con đâu biết. Cái cậu em mới nói thôi vậy thì tao thấy mày tội nghiệp thôi, mày về nhà mày ngủ chung với tao. Là cậu em kêu thôi mày về nhà tao đi, mày ngủ chung với tao. Vô gặp mẹ cái dạ chào mẹ chào ngoại đồ khí thế lắm. Cái vô cái em muốn nói trong bụng ông này ngộ thiệt, tự nhiên mẹ người ta vô chào mẹ ngọt xớt. Không ổng gì đó ngủ dài dạ ngủ chung cậu em cậu. Mà được là được là ngủ hoài luôn chị. Thì đó cái dọc là em à, là sao đó là ngủ hoài luôn. Cứ là mẹ không mở cửa. Được một lần rồi là cứ như vậy mà tiến tới mà thôi. Mà tối ông có ngủ yên không hay là đi tới đi lui. Rồi dạ, rồi cái này nè em kể cho nghe. Từ từ nó mấy đêm sau nó mới đi tới đi lui. Trời dạ. Ơi. Xong rồi ha, cái đầu như mà đứng. Dạ, em đang ngủ tự nhiên thấy ai giật cái giò em. Cái em nói ủa ai giật cái chân mình trời, mà cái chân mình đang ngủ ngon quá chị, đang xe ke tự nhiên ai giật. Cái em mở mắt ra, hả? Anh làm gì vậy? Em anh nói nghe nè. Cái em hỏi nói gì? Em đừng cười anh nha, hỏi gì? Dẫn anh toilet thì anh sợ ma. Kêu đâu. Thằng này dễ sợ quá. Tại sao ông kêu cậu dẫn? Dễ sợ quá. Em bị điên hả? Lúc đó em kêu cậu dẫn hay là em kêu chị Thúy Nga dẫn? Đúng rồi. Đúng không? Dạ. Thì chắc là từ lúc mà ổng về nhà em ổng ngủ rồi, chắc em ngủ đâu ngon đúng không? Tại đêm nào ổng bị giật giò. Dạ thì một tuần thì giật có 2-3 lần. Thì đó. Thì giật giò dẫn đi toilet. Đến khi nào? Nó mắc bệnh tiểu đêm mà. Đến khi nào thì em giật giò ổng lại. Đó. Cái xong là khoảng tầm lúc mà tụi em biết nhau gần 6 tháng bắt đầu ổng mới tỏ tình với em. À. Cái em nói em đi ăn chè không? Ừ. Cái xong em nói trong bụng trời thời buổi giờ còn rủ đi ăn chè. Thấy nó học sinh quá. Chè ăn bò biếu nước mía. Đó cái xong em mới nói đủ bộ. Thôi bây giờ mình ăn khác được không? Em quay mỏi bây giờ mình đi ăn khác được không? Chứ ăn chè mập lắm, nói em sợ mập. Với giờ em muốn ăn vậy thôi đi ăn bún riêu đi. Cái hai đứa dẫn nha, rủ nha đi ăn bún riêu. Lúc là chưa có ăn chay trường còn ăn mặn. Dạ. Rồi cái đó là mới nói với em à, anh á thì sự nghiệp chưa có. À, tiền anh cũng không có, anh chỉ được cái là anh chung thủy, anh yêu ai là anh yêu suốt đời một người một thôi, khi nào anh già anh chết thôi à, chứ anh không yêu người hai. À. Anh không có tiền nhưng mà anh có nhiều tiền anh sẽ cho em hết. Rồi anh sẽ cố gắng anh đi làm không có để cho em khổ. Siêu không? Siêu không? Thì em cũng tiếp xúc rất là nhiều người thì em thấy lúc đó là cái ấn tượng của em dành cho anh Bo là anh này ảnh cái kiểu như là có gì nói đó, chân thành. Dạ. Em thì nói chung nhiều người lúc đó là nhiều người con trai của em. Cái xong em nghĩ là ai mà nói cũng hay ba qua, giống như là đàn ông mà cua gái thì hay phô trương thân thế là tài sản là các thứ. Con anh này thì ảnh thật tình đi là có sao nói vậy. Nghèo thì nói nghèo đó, em thấy anh này cũng được. Thì nghĩ là trong em chọn. Dạ em nghĩ chọn. Trong lòng là thật sự là em không nghĩ lấy chồng sớm, em nghĩ là thôi nếu mà ảnh được thì mình cho cơ hội để tìm hiểu. Khi mà em thấy sự đón nhận em rất hạnh phúc. Kêu bằng mãn nguyện. Mà giống như là cái mãn nguyện của em là được một người thương thật sự. Bây giờ là em với lại vợ em đã sống với nhau được là như vậy là 20 mấy năm? 21 năm. Dạ 21 năm. 21 năm rồi. Và bây giờ khi về sống với nhau rồi á, thì anh có đúng như cái lời mà anh hứa với em là chỉ biết một mình em không? Rồi có tật xấu gì lòi ra không? Bây giờ tới phần nhì rồi. Bây giờ phần nhì rồi. Lúc mà lấy nhau về rồi á, là em mới biết là anh này sợ ma thiệt. Có sợ ma phải rồi, nhưng mà tội bé tội, dạ. Nhưng mà cũng như nè chị, ban đêm á đi về đi hát về thì thường thường hát mấy cái hội chợ chị biết rồi, khuya lắm, về tới nhà là 2 giờ sáng bắt đầu lôi con dậy hết. Lúc mà có một đứa con là lôi một đứa, lúc có hai đứa là lôi hai đứa, lúc ba đứa là lôi hết. Lôi làm gì? Húng dậy, bắt nhỏ dậy. Trời ơi, rồi thì sao em... con vợ có dậy không? Dậy luôn, không có quậy em. Mà đi qua phòng của con bắt đầu đè ra hung. Quay nhỏ khóc la làng sùm luôn. Chừng nào mà con nhỏ khóc mà đến em qua em cự á. Em thấy bây giờ sao? Bây giờ anh muốn gì là mới chịu. Lầy. Rồi rồi mới kết luận là. Nhưng mà lúc đó là nhậu hay là tỉnh táo? Nhậu hay tỉnh gì cũng vậy á. Cũng vậy. Đó, cái lòi ra đúng không? Rồi. Tật lầy mà mê con đó. Lầy dạ. Lầy con dạ. Rồi gì nữa tiếp tục nữa nè. Dạ còn cái nữa chị. Đi đâu là lo đi hết. Là đùm túm. Dạ. Người có nhu cầu đùm túm. Đi du lịch, đi ăn, đi uống. Dạ bây giờ em bị quan nè, bây giờ em mới tốn nè. Hồi lúc trước tới giờ anh Phương Bình mấy anh chị em trong giới là gặp em cứ nói là con Sam của con Bo. Là bữa anh Phương Bình anh hỏi em, anh hỏi thiệt em, bộ em ghen dữ lắm hả? Sao bằng Bo đi đâu em cũng đeo vô con Sam vậy? Cái em nói không có, em nói thiệt mà, em đổi nhà không có cho mà đâu ai tin em. Bây giờ ngay mặt đây có chứng cứ đó, có người sẽ biết nè. Bây giờ mọi người sẽ
giải nỗi oan ức cho em. Có đó. Nghĩa là nó bắt em đi đúng không? Dạ. Rồi bây giờ hiểu rồi, mọi người đã hiểu cho em rồi. Có nghĩa là mọi người ơi, không phải là vợ bo ghen, mà ý là bo nó bắt vợ con đi theo nó. Bây giờ hứa với em là đi không đùm đề để con ở nhà gắn 4 cái camera. Ủa nghe, hiện tại em mấy đứa con? Dạ 4 đứa. 4 đứa gắn 4 cái. Trời ơi, anh tới 4 đứa luôn không? Bò. Mai mốt mà có cái vụ gắn chip là nó đi bỏ tiền nó mua chip nó gắn luôn. Chơi luôn. Mà ai nghi ngờ về giới tính của ông không? Dạ có. Rồi lúc em mới lấy chồng á, về làm dâu á, cái mấy người em đi chợ đi ngang cái mấy người sớm đó. Ê, nhỏ đó bồ vợ con bo đó, vợ con bo mới cưới. Cái xong cái bà kia quay qua, con bo bd mà sao có vợ. Coi như là từ nhỏ tới lớn là tao nói ông này có nghĩa là bị mang tiếng đúng không? Dạ. Bây giờ vậy đi, em cũng đính chính khẳng định luôn cái làng bo có bd không, em khẳng định giùm cho cả thế giới biết đi. Dạ em chỉ nói câu chồng em là thích con gái nhưng mà dê trai đó. Trời ơi, như vậy là chưa, vậy là chưa có rõ ràng. Chưa thấy chưa ta bởi vậy nghe nè, cứ để mọi người suy nghĩ về chồng mình và cái vụ giới tính đó là một ẩn số đi đúng không bo? Chồng của em á là men đàn ông nhưng mà thích con gái thì mới lấy em đúng không? Nhưng mà đi ra đường ví dụ như bình thường là em ít có ghen là vậy, ví dụ như vô chỗ đông người, người ta đi hát mấy event đó chị, người mẫu có, hoa hậu có, siêu mẫu có, đâu lại chị. Ông bo là ví dụ nè, hồi xưa em đi diễn đó là ông bo đã bị cái bệnh này rồi, nó cưng khỏe cưng chuyên gia luôn. Rồi bây giờ tới anh nè. Sao vợ? Tới em đó. Nãy giờ khui quá khui. Thì nếu mà nói về tật xấu của vợ em thì khi mà tới cái ngày biết chị rồi, cái ngày mà nó là rụng đó. Ngày rụng. Nói chung là bức rứt. Thì con người mình mà tới đó là bức rứt thì cọc căng. Rồi cái mỗi lần mà cái gì mà nói cái gì không có hợp ý cái là đau đầu. La rồi, la lên, la mà la vô bổ. Chuyện bốc đồng luôn là như không có chuyện gì cũng la. Có nghĩa là bực bội vô cớ đó. Bực bội vô cớ vậy đó chị. Về cái cách ăn uống sao? Khó ăn. Dạ khó ăn. Khó ăn khó nuốt lắm. Đó. Cái nào đúng với khẩu vị thì mới ăn. Rồi. Dạ còn cái vụ chị ta không thích á là bắt đầu chị ta là không ăn. Bắt đầu nổi máu xung thiên lên. Khó chịu trong bữa ăn. Khó chịu nữa. Đó. Khó đói, ví như là em đói quá thì đó. Em mới còng. Bây giờ này anh mong muốn Xuân Nhi thay đổi điều gì? Em thì không muốn cái gì mà mãi mà cầu kỳ hết. Thì em muốn cho vợ em thay đổi một cái điều là thí dụ vừa rồi những cái chuyện mà em cưng con đó, em thương con thì bây giờ vợ cũng hiểu và mọi người cũng hiểu cho em. Thí dụ em muốn con kề cận bên em thì thôi từ đây về sau đừng có gì cằn nhằn em nữa. Dạ tội nghiệp em chứ em đâu có làm gì nên tội đâu. Rồi thí dụ em ăn uống thì thí dụ em có cái gì em ăn đó. Thì đừng có cọc cằn nữa. Bây giờ Xuân Nhi nè, mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Dạ em 21 năm rồi thì em biết là anh Bo rất là thương con. Nhưng mà em muốn anh thay đổi một tí là thương là thương nhưng mình nghĩ tới nó một tí. Giống như khi nào mà cái trường hợp nào thích hợp như nghỉ hè hay là những ngày nghỉ lễ thì anh cho con đi. Có nghĩa là thương con cho đúng cách đó, đúng dạ, không? Đúng cái rồi. Mong muốn. Thực ra vợ em nói cũng đúng đó. Dạ, dạ. Hồi nó nít đó nhỏ thì không sao, mình đi đâu chị cũng bị cái bệnh giống y như em vậy đó. Đi đâu là cấp theo. Nhưng mà khi nó lớn rồi mình phải lựa theo tuổi của con để mà mình biết cách đó em ơi. Dạ. Chứ mình không có cứ là ôm đúng gà rồi. Mẹ gà con gà cha gà con hoài được đâu. Không có cơm dạ. Nghe mẹ bạn. Cho nên là cho nên ý chị nói là mình phải chuẩn bị cái tinh thần dạ. Là đến một cái lứa tuổi nào đó là mình phải tách. Mình phải dạ, tách, đúng rồi. Bắt buộc mình phải tách buộc. Thì bây giờ hai vợ chồng chỉ còn cái khúc mắc đó thôi. Về cứ như là chịu khó tra Google á, với lại coi mấy cái phim mà về tâm lý mấy đứa nhỏ đó là dạ. Mình hiểu được là mình sẽ phải như thế nào với tụi nó. Dạ. Rồi cảm ơn anh Bo với Xuân Nhi đã đến đây đến với chương trình Vợ Chồng Son chia sẻ những câu chuyện rất là thú vị. Dạ. Chúc anh chị sẽ luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và lúc nào cũng thương yêu nhau như thế này. Nha. Dạ. Rồi. Dạ. Chào.